Xin chào các bạn. À, hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong một cái video chia sẻ về trải nghiệm um, một cái công cụ dùng trong đi tắt uh, Photoshop. Uh, đây là một cái sản phẩm uh, Gammon Gammon uh, 1060 Pro. Cái này thì mình mới mua. Và đây là hình ảnh của các cái phụ kiện của sản phẩm. Kèm theo một cái bảng lẽ ra thì mình sẽ quay cái video đấy nhưng mà video đấy thì mình thấy cái chất lượng nó không cao lắm cho nên là mình sẽ sử dụng hình ảnh nó tốt hơn bởi vì là nó giống y y hệt đây luôn đấy thì đầu tiên thì mình sẽ nói qua là như thế này cái việc mà rì tắc rất là khó khi mà chúng ta sử dụng nhất là đối với rì cao cấp thì khi mà chúng ta sử dụng chuột ấy, thì nó rất là khó và nó có có rất là nhiều các cái tác vụ mà chúng ta làm chúng ta sẽ rất là khó khi mà xử lý với cả chuột. thì để làm được cái việc đó một cách tốt hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảng vẽ điện tử. À, đây là một cái hình ảnh của bảng vẽ điện tử đó. thì à, đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cái bảng vẽ này cho các bạn nào mà có nếu như à, thích tùy tắc và thích có một cái sự đột phá dành riêng cho mình cũng như là à, muốn trải nghiệm thì mình sẽ chia sẻ. đây là cái hình ảnh của cái bộ gao mom Uh, Gaomon uh, 1060 Pro Cái này có hàng Trung Quốc nha các bạn nhé uh, Sau cái thời gian mà mình sử dụng thì mình cảm thấy nó là Rất là ok Với cái sự trải nghiệm Với cái mức giá Và nó đã Cho mình được một cái Rất là tuyệt Khi mà rì tắt. Các bạn nên nhớ rằng là mình đã thử rồi và nó chỉ phù hợp với rì tắc um, Cao cấp thôi Chứ còn nếu như mà để mà thay thế cho chuột hoàn toàn thì nó không thay thế được đâu nhưng trong gì tắc thì nó thay thế được gì tắc nói riêng và nhất là gì tắc cao cấp cho nên là các bạn cần phải cân nhắc trước khi mua nhé còn nếu mà muốn trải nghiệm thì mình nghĩ rằng là với một cái số tiền nhỏ nhỏ chúng ta có thể trải nghiệm được thì đầu tiên mình sẽ nói đây là một bộ phận đây toàn bộ đây là một bộ phận cái này thì mình sẽ dùng brush brush mình vẽ cho nó mình vẽ cho nó các bạn sẽ nhìn cho nó rõ hơn đây cái này là một một bộ phận cài bút và ngòi bút thì cái ở đây thì cái ngòi bút mình đang hiện tại mình đang sử dụng cái bút đấy và đang chỉ cho các bạn ở trên màn hình đây là cái đế này cái đế này là để nó xoáy xoáy lên lên cái à, đây là cái nắp trên của của cái để bút này sẽ xoáy lên đây và bên trong này thì là nó sẽ có 8 cái ngòi để thay thế khi nào chúng ta dùng mòn ngòi rồi chúng ta sẽ thay thế và bên cạnh đó bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cái gì đây à, mình sẽ tạo ra cái này để cho nó dễ để khi mà xóa đi ở đây là một cái dụng cụ ở đây là một cái dụng cụ à, đây, bằng uh, thép Cái này là để nó rút cái ngòi bút Cái ngòi này này Đấy, nó rút cái ngòi này để thay thế khi mà chúng ta uh, Mòn này Đấy Còn uh, Đây là cái sợi dây cáp kết nối Cái cáp kết nối này nó kết nối một phát là trực tiếp luôn vào cái uh, uh, Kết nối trực tiếp luôn vào cái máy tính Đây là đầu USB này Cắm vào USB này Và cái đầu này thì là cắm vào Cái bảng vẽ này rồi à, tiếp theo thì ở đây đây là một cái cổng USB Type C cái này là để cắm vào trong uh, uh, tab uh, cái cái iPad hoặc là máy tính bảng này à, bên này là cái cổng uh, kết nối uh, uh, USB nhưng mà bình thường thôi cái này để cắm vào điện thoại cái này cũng để cắm vào điện thoại này nhưng mà cái này của nó là cổng uh, Type C còn cái này là cổng USB thường đây chúng ta nối nối nó vào đây nối nó vào đây thì cắm vào điện thoại của chúng ta sẽ sử dụng được đó thì uh, mình sẽ nói qua về đây là cái uh, <laughs> đây là cái những cái uh, công cụ của nó à, đây đây là những cái đúng rồi thiết bị mà đi theo đi kèm ở trong cái hộp và bảng kế tiếp bảng kế tiếp ở đây mình sẽ kiểm tra cái này xong rồi sau khi giới thiệu thì xong rồi nó có một cái bảng vẽ điện tử nữa là các bạn sẽ cắm vào thôi đây cái bảng của nó đây đây là cái bảng vẽ điện tử ở bên phía bên này nó có 12 phím ở phía bên này có 12 phím này phím bấm cứng này phím vật lý này và ở đây thì nó có 16 phím là cái, cái cái dãy số này nó hơi hơi mờ, chụp nó hơi mờ. Tí nữa vào kia thì mình sẽ chỉ. Ở đây thì nó có 16 phím. Phím này là phím cảm ứng nhưng mà các bạn không thể dùng bằng tay mà phải dùng bằng bút bằng cái bút kèm của của của, của nó, bút lúc đấy Thì uh, tí nữa sẽ mình sẽ chỉ chi tiết ở trong kia sau. Và đây là 12 cái phím vật lý. Và đây khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ vẽ ở trên này vẽ ở trên cái mặt mặt này. Các bạn có thể vẽ, tô và làm bất kể một cái điều gì, kể cả là viết chữ, viết chữ. Viết chữ thì ở đây cũng như nó cũng như là là các bạn viết trên giấy á. Rất là ok. Rồi, sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề cài đặt. Đây là một cái vấn đề nó khá là khó nếu như các bạn mới mình mở ra đây cho các bạn nhìn thấy thì ở đây nó là một cái à trước khi mà các bạn cài đặt thì các bạn phải lấy phần mềm đã. Nhưng mà phần mềm ấy thì mình sẽ ưu tiên cho các bạn là các bạn nên download phần mềm từ chính trang chủ của nó. Trang chủ của nó thì các bạn vào các bạn mở mở Google lên cho mình, Google Chrome hoặc là trình duyệt web. Các bạn đánh cho mình chữ Gaomon Gaomon .cn À, nó sẽ hiện ra cái Nó sẽ hiện ra cái trang web của Trung Quốc Và các bạn có thể sử dụng cái Google dịch Nó sẽ tự động dịch Và các bạn sẽ Vào cái sản phẩm Trung tâm sản phẩm Màn hình và bút Các bạn chọn cho mình cái màn hình và bút Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy Ở à, đây Chưa không thấy lên Nếu mà nó không lên cái đó thì các bạn có thể đánh vào cái ô tìm kiếm này, đánh vào đây là một nghìn sáu và các bạn tìm kiếm thôi. Đây thì nó sẽ ra cái bảng một uh, sáu pro. Ở đây thì cái bảng kia và cái bảng này nó giống y chang như nhau, nó không có cái gì khác đâu. Chẳng qua là uh, cái này nó cắt đôi cái cái cái, cái bàn phím ra cho nó kiểu nó để cho nhìn cho nó dễ thôi. Các bạn chuyển chuyển tab, các bạn dịch đi, dịch cho nó dễ. Uh, dễ dễ uh, nhìn các bạn vào cái chỗ uh, hỗ trợ sản phẩm này hỗ trợ kỹ thuật này này đây mục thứ ba cái tab thứ ba tải xuống trình điều khiển và ở đây thì uh, ở đây nó vẫn đang dịch nhá uh, nó là hàng nội địa của Trung Quốc cho nên là nó hơi khó một tí nó có một cái phiên bản tiếng Anh rút gọn nhưng không biết là cái này là do người dùng làm hay như thế nào cho nên là mình không biết nhưng mà mình khi mà mình sử dụng cái bản tiếng Anh ấy thì nó uh, cái bản bản setup bằng tiếng Anh thì là nó sẽ không ok lắm bởi vì là nó không không hỗ trợ hết uh, không hỗ trợ hết các tính năng và nó hơi có cái gì đó nó, nó 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 hơi bị lệch cho nên là mình quay trở lại bản gốc thì ở đây bên này nó sẽ có cái sản phẩm dòng sản phẩm bạn chọn thì đầu tiên các bạn chọn cho mình cái 1060 Pro độ nhẹ có áp suất rồi sau đó thì ở đây thì nó là các bạn sẽ chọn cho mình ở đây là thủ công tải thủ công và các bạn sẽ chọn cho mình cái uh, hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng các cửa sổ này là nó bao gồm có nhiều cửa sổ khác còn đây là dành riêng cho máy móc thì đối với những các bạn mình đang dùng Windows cho nên mình sẽ chọn các cửa sổ đó thì khi mà nó ra các cửa sổ thì đây chính là cái phần mềm để các bạn tải xuống các bạn chỉ cần ấn tải xuống và cài đặt thôi giải nén ra và cài đặt bình thường không có vấn đề gì cả rất dễ và sau khi cài đặt xong Sau khi cài đặt xong Thì nó sẽ uh, Có cái giao diện như thế này Đây là mình cài đặt rồi nhé Thì uh, Cái giao diện của nó đây Cho mình một chút Mình để ngoài desktop Đây Giao diện của nó đây uh, Mình sẽ mở ra đây để so sánh này À, tại vì là cái này nó hơi lằng nhằng một chút xíu cho nên là mình mình phải sử dụng cái bản lúc đầu mình cài cái 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 bản tiếng Anh này này thì là nó gần như là nó bị lỗi. Cho nên là không sử dụng được mấy cho nên là mình phải bỏ qua. Và mình phải quay lại cái bảng này nhưng mà phải lấy ở đây lấy cái cái bảng tiếng Anh ra để so sánh cái các cái tab để, để cho nó dễ. Thì đấy các bạn nhìn thấy giống giống y chang nhau thôi, nó không vấn đề gì đâu nó khác nhau ở cái phần setup bên trong thôi thì ở đây nhé các bạn nhìn thấy nhé ví dụ như là ở đây cái phím phím đây là cái phần mà bridge key có nghĩa là phím tắt đấy các bạn làm ấy thì lúc nãy thì mình có chỉ là đây nó có 16 phím này 16 phím này thì nó sẽ chỉ sử dụng bút uh, đi kèm với bảng là để điều chỉnh thôi còn những cái này là phím vật lý là bấm này phím vật lý bấm này đó còn đây là các cái phím uh, cảm ứng từ bút này thì uh, các bạn sẽ uh, click vào click ví dụ như là đây cái phím này các bạn muốn cài đặt thì các bạn click vào đây ở đây thì mình cài đặt nó là phím b là brush ấy brush tương ứng với cả trong photoshop ấy ở đây thì nó có những cái tùy chọn các cái tùy chọn uh, phím và mọi thứ ở đây thì các bạn cũng không cần quan tâm nhiều lắm đâu các bạn chỉ cần quan tâm đến đúng cái bảng này thôi cái bảng mà có Ctrl Shift An Win này rồi thì ở đây thì mình đang đang đặt sẵn là phím B còn nếu như các bạn mà không muốn đặt cái phím ở đây là phím B thì các bạn bấm vào đây và các bạn xóa nó đi và các bạn muốn đặt là phím D C, e gì đấy thì tùy nhưng mà ở đây thì mình nó sẽ tương ứng nhá các bạn bấm vào phím nào nó sẽ tương ứng ở trên trên bàn phím ấy thì nó sẽ tương ứng với phím đó nhá và các bạn không thể xóa bằng các cái đen các cái phím đen hay cái gì gì đâu mà các bạn phải xóa bằng đây đó xóa bằng đây nếu như các bạn muốn thay đổi phím mình đang để lại đây là b nhá b như cũ nhá sau khi mình để vào b rồi thì các bạn nhìn ở đây nhìn ở đây về đây thì nó ở bên này nó là ok này bên này nó là exit này uh, mình uh, lấy từ tiếng anh ra thôi chứ còn mình không biết từng chung đâu, cho nên là các bạn để ý nhá, khi các bạn nhấn bấm vào đây là B rồi thì các bạn ấn bên này là OK này, bên này là Exit nhá, OK, thì nó sẽ nhận phím B cho các bạn. tương tự các cái phím bên cạnh, các cái phím này các bạn cũng đều làm như thế. và có một cái nhá, ví dụ như ở đây, mình lấy lấy ví dụ thôi, không phải, không phải không phải phím này, đây, phím này là phím phóng to thu nhỏ phóng to thu nhỏ mình muốn phóng to thu nhỏ ở trên cái phím tắt đây mình muốn phóng to thu nhỏ đây là bằng bằng cái phím này thì mình sẽ ấn tích vào cái mắt là control control cộng thì nó sẽ là phóng to đúng không ạ trong Photoshop ấy thì các bạn ấn là vào phím này là control và bấm thêm cái số cộng ở đây đây bây giờ các bạn xóa đi nhá thì nó sẽ như thế này thì nó sẽ còn mỗi chữ cộng uh, cộng này thôi. Và còn nếu như bây giờ mà các bạn muốn nó phóng to ấy thì cái dấu cộng nó nằm ở trên cái phím có 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 cái dấu bằng này này ở trong uh, phua, trong trên trên bàn phím ấy là nó có như thế thì các bạn bấm vào đây. Sau đó sau đó các bạn ấn ok. Như vậy là nó đã nhận. Đó. Uh, tương tự tương tự thì ở đây là cái bảng đầu tiên các cái phím ở đây nhá các cái phím ở đây nó cũng như thế đây các cái phím ở đây ở đây trên này nó cũng như thế thì ở đây thì mình có để một số các cái phím ví dụ như F12 F12 đó là cái gì thực ra nó là một cái action của mình thôi nhưng mà cái action mình cũng đặt phím tắt cho nó rồi cho nên là mình để như thế này đấy thì khi mà mình ví dụ mình đang làm việc và mình cần action thì mình sẽ bấm vào đây đang dùng bút thì mình sẽ bấm vào đây thế là ok sang đến cái tab thứ hai cái tab thứ hai nó chính là cái tab này cái tab thứ hai này thì ở trên cái cây bút ấy thì nó sẽ có hai cái nút à nó sẽ có một cái nút nhưng mà nó bấm lên và bấm xuống thì ở đây thì nó cũng tương ứng là bấm lên bấm lên và bấm xuống ở đây thì mình để đặt nó là đây là ở cái này thì là mình sẽ phóng to và thu nhỏ thôi mình chỉ để phóng to và thu nhỏ trên cái bút cho nó dễ thôi và sau đó thì chúng ta sẽ ấn ok à, tương ứng với cả cái này nhá các bạn nhìn đây này đây nó có ngần này ngần này các cái nút thì tương ứng thì ở đây nó sẽ là apply ở đây nó sẽ là close đóng vào ở đây nó sẽ là ok và ở đây nó sẽ là admin chatter đó thì khi các bạn làm xong thì các bạn ấn ok ok nó nằm ở đây đây là tương ứng à, cái thứ ba cái này xong rồi cái thứ ba nó là cái màn hình À, thực ra cái này nó là màn hình thì nó sẽ tự nhận thôi. Đây cái tab thứ ba, nó là màn hình nó sẽ tự nhận. Thì uh, các bạn sẽ để ở cho mình ở cái không độ này. Ở đây là các các cái góc mà nó nhận ở trên cái uh, tương ứng ở trên cái uh, bảng vẽ và màn hình nhá. Thì cái cái này nó sẽ nằm ở trên góc trên cùng. Cái này nó nằm ở góc trên cùng. Uh, cái này có tác dụng gì thì thực ra là nếu như các bạn muốn chỉ làm việc ở một cái khoảng nhỏ ở đây thôi thì các bạn có thể thu cái thu nhỏ cái 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 um, diện tích của cái uh, trên cái bảng vẽ lại này, này lại để làm sao cho nó phù hợp với cả cái uh, ô cửa sổ ở trên uh, màn hình các bạn làm còn mình ý, thì mình cứ để nguyên nó phun góc như này và tương ứng thì các cái nút ở đây cũng là apply close và ok và khi chúng ta làm xong rồi thì, thì chúng ta ok đó rất đơn giản và mình sẽ Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái thực tế để các bạn có thể có những cái hình dung. Ở đây thì mình có một cái stock liên quan đến uh, Retouch và ở đây thì mình có cái uh, dog and burn để mà mình xử lý. Thì đối với cả cái dog and burn này thì mình sẽ uh, sử dụng brush và hoặc uh, sử dụng brush và healing, healing brush để uh, sửa các cái lỗi ở trên uh, chi tiết trên da đi làm sao cho nó ra nó đều. Thì ở đây thì đây là hoàn toàn mình đang dùng dùng brush này. Dùng dùng bút ở trên trên bảng điện tử này. Và mình và mình thao tác này. Bút và bảng điện tử thì mình thao tác. Các bạn uh, chú ý nhá, chứ không phải là đây không phải là mình dùng chuột nhá. Đây. Để cho các bạn nhìn thấy cái sự uh, cái, cái 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 hay của nó. Ở đây thì các bạn chỉ cần à xin lỗi cái này nó là đang là Brut chứ không phải là cái healing à quên dog and burn, chứ không phải healing bây giờ mình sẽ tắt hai cái này đi mình sẽ tạo ra một cái healing Brut đi rồi và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này khi chúng ta sử dụng Brut thì các bạn nhìn thấy nó khác ở con chuột ở cái chỗ rằng là khi chúng ta kéo nét thanh nhất đậm các bạn thấy chưa Đầu tiên là chúng ta đặt bút thì nó sẽ nhỏ và khi chúng ta ấn mạnh thì nó sẽ to. Nó không như con chuột. Nên mình sẽ sử dụng con chuột đây cho các bạn nhìn nhá. Đây là con chuột này. Con chuột thì cái điểm đầu và điểm cuối của nó bằng nhau. Đấy, nó không 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 có sự thay đổi. Nhưng nếu mà dùng brush Nếu các bạn dùng brush đây nhá. Ví dụ mình ở đoạn này brush thì khi mà chúng ta kéo như thế này nếu mà để nhẹ thì nó sẽ nhẹ và ở cái điểm đầu khi chúng ta đặt bớt xuống bảng vẽ nó sẽ bé và sau đó nếu chúng ta để chúng ta tì tì bút mạnh vào trong bảng thì cái điểm sau nó sẽ to cái này thì có tác dụng gì thì rất có tác dụng bởi vì cái cảm nhận của nó khi mà chúng ta cái cảm nhận của nó khi mà đang làm ở trên trên cái vùng da này nó rất là tốt bởi vì nó có nặng nhẹ chứ nó không như con chuột con chuột là nó đều luôn con chuột là mình cứ ấn như thế nào là đúng là như thế nhưng cái này thì nó rất là ok đây là healing nhá mình đang dùng healing Brush nhá đây là các bạn nhìn đây này healing Brush còn nếu bây giờ mình sẽ chuyển sang mình sẽ chuyển mình sẽ chuyển lên Dock uh, Dock ở đây và dùng uh, b b ở brush để xem là uh, nó khác nhau như thế nào Dock là làm sáng thì ở đây chúng ta sẽ có vài điểm đây là mình phóng to bằng uh, phóng to bằng 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 uh, phím tắt bằng phím ở trên uh, bảng vẽ và mình sẽ tô nó đang đang chưa chỉnh. Thực ra cái này các bạn sẽ mất một cái khoảng thời gian tương đối là cũng không nhiều lắm đâu. Các bạn sẽ làm quen với nó độ vài lần thì là nó sẽ ok. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dùng brush thì khi các bạn dùng brush như này ấy thì cái độ nhấn nhá mạnh hoặc là nhẹ nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái độ đều nhất định khi mà khi mà đi tắt nó sẽ rất là tuyệt vời và rất chính xác các bạn khi mà các bạn dí cái lực bút nó mạnh thì là nó sẽ ăn nhiều hơn còn khi các bạn dí cái lực bút nó nhẹ nhẹ thì nó sẽ ăn ít hơn nó gần giống như là opacity đấy nếu như mà để mà nói thực sự là khi mà dùng 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 cái này nó rất là giống opacity nhưng mà các bạn không cần phải thay đổi các bạn lại không cần phải thay đổi các cái phím số ở phía trên đấy rất nhẹ và chúng ta sẽ làm được rất là chi tiết Các cái ảnh là liên quan đến gì tắt cao cấp cực kỳ hữu dụng với cái tầm giá nó cái này là mình mua ở trên Tiki nhé các bạn nhé mình mua ở trên Tiki mình không uh, quảng cáo cho ai cả mình mua ở trên Tiki và mua trực tiếp ở bên uh, Trung Quốc ship về và mình có săn được cái din từ hai cái mã giảm giá bình thường nó bán vào khoảng tầm hơn một triệu gì đấy thế nhưng mà mình săn được hai cái mã giảm giá thứ nhất là mã giảm giá của sản phẩm Thứ hai nữa là một cái mã giảm giá của Tiki cộng thêm một cái free ship từ nước ngoài về. Nói chung là nó rơi vào khoảng tầm mình mua tổng thể nó rơi vào gần 600. Và mình nghĩ rằng là với gần 600 nghìn này thì thực sự là quá tốt để cho một trải nghiệm. Và quá tốt nếu như các bạn muốn các bạn muốn 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 thử. Đó, đây. Các bạn nhìn thấy cái sự thay đổi, nó rất mềm mại và nhẹ nhàng cực kỳ ok luôn đấy đây là bơn những cái vùng mà chúng ta sẽ đi chi tiết vào những cái vùng mà mà nó nó đang sáng mà chúng ta cần làm cho nó đều hơn đặc biệt cái này còn có thể sử dụng để các bạn có thể làm những cái tách đặc biệt nếu mà chữ các bạn đẹp bạn các bạn có thể viết uh, viết thành các cái tách thì nó rất là hay đấy thì uh, cái này thì nó chỉ là một cái bảng uh, bài review về cái sản phẩm uh, gaomon 1060 pro cho nên là mình cũng không đi sâu hoặc là hướng dẫn chi tiết về bất kể một cái uh, một cái hình ảnh nào cả cái này uh, mình chỉ để cho các bạn trải nghiệm thôi đó các bạn thấy không rất đều rất nhẹ nhàng và mềm mại đặc biệt ở đây nữa khi nó có một cái uh, ở đây nó có một cái uh, khi các bạn cài nhá các bạn cài vào vào các bạn cài phần mềm hình như là cắm vào nó nó là vào nó hiện cái này của Windows này thì cái full uh, full screen snip này nó là một cái chụp màn hình luôn các bạn chụp màn hình luôn ví dụ như các bạn đang xem một trang web nào đó và các bạn muốn uh, lưu cái trang web này này lại và các bạn muốn đánh dấu nó thì các bạn có thể sử dụng bằng cái bằng cái cái, cái bảng điện tử này luôn. Ví dụ như các bạn uh, muốn để chỗ này nó tắt, đấy, các bạn uh, để tên nó như thế để các bạn lưu lại. Ví dụ các bạn muốn làm gì hoặc là uh, như thế nào đó thì uh, các bạn có thể lưu, nó cũng rất là hay. chụp màn hình luôn, bấm một phát vào là được. Đây là bảng uh, whiteboard, nó có cái hình này thôi. Bảng này là Bảng này là bảng để cho chúng ta thử. Ở đây, mình sẽ kéo, mình sẽ vẽ thử cho các bạn xem để bút nhẹ này. Và đưa cái bút nét đậm này. Nặng xuống một chút này. Đó. Thì các bạn thấy rằng là cái này nó đặc biệt hơn con chuột ở cái chỗ là nó có biết được cái điểm nặng và nhẹ. Đấy. Mềm và cứng. Nó sẽ đều có thể làm được hết à, Các bạn viết tên các bạn viết text Như thế nào đó thì tùy các bạn Đó Ở đây là các bạn có thể viết được chữ mà nó không bị uh, như con chuột Và nó không khó như con chuột Đấy Nó sẽ có nét thanh nét đậm Rất là hay Ok à, Đây là cái thêm của của, của nhé các bạn nhé, đây là cái thêm. thì cái, thì cái này thì các bạn nên uh, uh, khi nào mà các bạn có nhu cầu hay là các bạn mua ấy, thì các bạn sẽ có cái trải nghiệm nó sẽ tốt hơn là uh, mình nói vì là mình chỉ có cái hướng dẫn cái cách mà chúng ta làm ngay từ đầu để cho nó đỡ bị 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 hụt hẫng vì là mình đã thử lần đầu tiên mà mình đã thử vì không có ai không có một cái video nào nó chi tiết cụ thể liên quan đến uh, đến đến cái bảng vẽ này và ứng dụng với Photoshop cả cho nên là mình sẽ review review cho các bạn để các bạn làm Photoshop như mình các bạn sẽ có cái trải nghiệm nếu các bạn muốn vọt hoặc là muốn tìm hiểu thêm thì như mình đã nói rồi với giá khoảng 600.000 nó là một trong những trải nghiệm rất tốt dành cho các bạn vì cái này nó rất là mình cảm thấy khi mà sử dụng mình cảm thấy nó rất là ok nó thay được cái bút à, nó thay được con chuột rất rất là nhiều trong ghi tắc thôi nhé còn trong các cái lĩnh vực khác hoặc là trong những cái tác vụ khác thì mình thấy nó không thể thay được chuột đâu nhưng mà chỉ riêng trong đi tắc thì nhất là đi tắc đỉnh cao như thế này thì mình cảm giác là rất tuyệt vời đáng để các bạn trải nghiệm đấy và cái video của mình thì về các cái phần cài đặt các thứ thì các bạn nên lưu ý và các bạn sẽ nếu các bạn nào mà có muốn là để để tìm hiểu, muốn uh, trải nghiệm thì các bạn cũng nên mua, theo mình là nên mua với giá 600 000 tầm khoảng đấy. Các bạn nếu các bạn săn din thì mình nghĩ rằng là nó rất rất là ok. So với một con chuột chơi game vài triệu thì 600 000 chả là cái gì cả. Nhưng mà nó sẽ thay đổi được tất cả mọi thứ kể cả là tư duy cũng như là cách khi mà chúng ta làm việc à, cái bài review của mình à, hướng dẫn à, cài đặt à, để các bạn sử dụng đến đây là tạm dừng xin cảm ơn các bạn và nếu như các bạn thấy hay thì hãy like video nhé hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.